phúc khoái chí trước ý tưởng đổi thân xác với Hòa Minzy. Nếu mà một ngày bạn được hoán đổi với Hòa Minzy, cơ thể Hòa Minzy, bạn sẽ làm gì? Mình thường soi gương. Tuyên bố muốn được song ca với Hương Tràm. Phúc nghĩ đến chị Hương Tràm là vì Phúc cảm giác, tại vì Phúc đã từng song ca với chị Tràm rồi, và Phúc cảm giác như rằng là cái vibe vocal của Phúc và chị Tràm maybe là nó sẽ có thể hợp nhau, hai cái chất giọng nội lực, và cũng như là kiểu có một chút xíu gì là nó dày, Phúc nghĩ là thế. Sau một đêm thức dậy, thấy cơ thể của mình bị hoán đổi với Hòa Minzy, bạn sẽ làm gì? Mình sẽ cởi soi gương. Tại sao Đức Phúc lại muốn song ca với Hương Tràm? Thực ra là ngay trong đầu lúc đấy là Phúc nghĩ đến chị Hương Tràm là vì Phúc cảm giác, tại vì Phúc đã từng song ca với chị Tràm rồi, và Phúc cảm giác như rằng là cái vibe vocal của Phúc và chị Tràm maybe là nó sẽ có thể hợp nhau, hai cái chất giọng nội lực, và cũng như là kiểu có một chút xíu gì là nó dày, Phúc nghĩ là thế. Đức Phúc hãy chia sẻ thêm về món quà ấn tượng mà fan tặng nhé. Những món quà Phúc ấn tượng về fan tặng thì thực ra là cũng ấn tượng rất là nhiều, nhưng mà phải nói là ấn tượng nhất là những chú gấu bông, mà chắc là nó có những bạn mà cái kích thước mà chắc là nó phải gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần người mình, rất là to. Như là Phúc có một, ở nhà cũ là Phúc có nguyên một cái phòng là Phúc để chất kín gấu bông mà không còn chỗ để thêm cái gì nữa. Có thật là Đức Phúc dùng nick ảo để tự bình luận khen mình không? Phúc sẽ dùng nick ảo comment. Phúc thì Phúc chưa dùng nick ảo để gọi là để đi gọi là đi nói xấu người khác bao giờ. Nhưng mà Phúc hay comment kiểu là biểu thấy, ví dụ mà thấy ai chê mình hay là thấy nhiều cái comment chê quá thì Phúc lấy ra để Phúc khen gỡ lại. Cảnh quay nào trong MV Quá Khứ Đôi hiện tại đơn khó nhất với Đức Phúc? Cảnh quay khó nhất thì nó lại không phải là trong MV, mà nó nằm ở cái official teaser của MV Quá Khứ Đôi hiện tại đơn. Đó là cái cảnh mà mình phải khóc. Thì thực ra ở cái cảnh đấy thì lúc đầu là khi bọn mình tính làm ấy, thì có thể là cái teaser đấy sẽ không có được ra đời đâu mọi người, là vì đạo diễn và mình cũng đều nghĩ rằng là trời ơi, diễn từ cảnh cười sang khóc thì tất cả các diễn viên chắc là sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian, mà tốn nhiều thời gian như thế thì sẽ không có đủ thời gian để quay MV. Ban đầu định tính bỏ, nhưng mà đến khi mà làm hai cái người đầu tiên quay cái cảnh teaser đấy là bạn Otis và chị Khánh Vân, thì không ngờ là mọi người, hai anh chị đó là mỗi người làm chỉ trong có 1 phút, là từ cười sang khóc. Otis làm trong có 30 giây, đang cười rất là to, tự dưng rơi được giọt nước mắt trong 30 giây luôn. Thế thì Phúc mới gọi là thấy bắt đầu có niềm tin và có hy vọng rồi. Thế là quyết định thực hiện cái teaser đấy. Còn đến lượt mình thì chắc là mình làm trong góc chắc khoảng cả tiếng đâu. Tại vì là mình không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, mà trước đó Phúc cũng đã phải ngồi nghe nhạc để rất là lâu để lấy cảm xúc các kiểu. Đến khi mà bắt đầu vào quay là phải khóc sướt mướt, khóc một tràng đó trước rồi xong mới bắt đầu bấm máy quay để cái mắt nó đỏ trước đã. Đấy là cái cảnh khó nhất.